nay có rất nhiều phương pháp giúp bạn tránh thai. Trong số đó, tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng là phương pháp đơn giản được nhiều phụ nữ áp dụng hiện nay. Một người phụ nữ bình thường có chu kỳ kinh nguyệt lặp lại sau 28 đến 35 ngày, trong đó mỗi kỳ kinh kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Với những người có chu kỳ 28 ngày, trứng sẽ rụng vào ngày thứ 14 của chu kỳ. Nếu chu kỳ của bạn đều nhưng dài hay ngắn hơn 28 ngày, thì ngày rụng trứng sẽ là ngày chu kỳ trừ đi 14. Tinh trùng có thể sống trong bộ phận sinh dục của người phụ nữ tối đa là 5 ngày. Vì thế, trước và sau ngày thứ 14 khoảng 4 ngày đều là thời gian dễ có thai nhất. Nếu muốn tránh thai, bạn cần tuyệt đối tránh quan hệ trong những ngày này. Phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng có ưu điểm là tiết kiệm và cho cảm giác thật. Tuy nhiên, phương pháp này cho hiệu quả tránh thai thấp, đặc biệt là đối với các bạn có vòng kinh không đều. Để yên tâm, các bạn nên áp dụng các phương pháp như sử dụng bao cao su, đặt vòng, uống thuốc,